Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, cảnh sát Livermore đã gửi ra cảnh báo vô cùng quan trọng trên nhiều đầu hương gốc Việt chúng ta nói riêng và nhiều người nói chung về tình trạng phải đề phòng với những kẻ trộm biển số xe. Theo một bài đăng trên mạng xã hội Livermore PD, những tên trộm đang ăn cắp biển số của những công dân tuân thủ luật pháp trong cộng đồng và đặt chúng lên những phương tiện được sử dụng để phạm tội, để không bị phát hiện hoặc đánh lừa cơ quan thực thi pháp luật. Đừng để mình trở thành nạn nhân và vướng víu vào những vụ rắc rối từ những vụ cướp mà bọn chúng lấy cắp bản số xe của chính những người lương thiện để gắn vào những chiếc xe để đi ăn cướp. Livermore PD đăng chúng tôi cam kết giữ an toàn cho cộng đồng của mình và một cách để thực hiện điều đó là ngăn chặn hành vi trộm biển số xe của bạn. Bộ đã đưa ra một số lời khuyên cho người lái xe ô tô để ngăn chặn biển số xe của họ bị đánh cắp và sử dụng để phạm tội lời khuyên để chống trộm biển số xe sử dụng vít chống trộm đầu tư vít chống trộm cho biển số xe của bạn những ốc vít chuyên dụng này yêu cầu các công cụ đặc biệt để tháo ra khiến cho kẻ trộm khó lấy trộm đĩa của bạn hơn và theo một cách bình thường dừng xe ở những nơi có ánh sáng tốt bất cứ khi nào có thể hãy đậu xe ở những nơi có nhiều ánh sáng và có nhiều người qua lại kẻ trộm ít có khả năng cố gắng trộm cắp ở những khu vực mà chúng có thể dễ dàng bị phát hiện và được nhìn thấy sử dụng camera giám sát chọn các điểm dừng xe trong tầm nhìn của camera ninh hoặc trong các khu vực đông đúc được cơ quan thực thi pháp luật giám sát. Điều này có thể ngăn chặn kẻ trộm và hỗ trợ xác định được nghi phạm nếu hành vi trộm cắp xảy ra. Kiểm tra thường xuyên và hãy tạo thói quen kiểm tra biển số xe thường xuyên, đặc biệt là sau khi để xe dừng ở trong thời gian dài, kiểm tra nhanh có thể giúp bạn phát hiện mọi hành vi giả mạo hoặc cố ý trộm cắp. Báo cáo hoạt động đáng ngờ nếu bạn nhận thấy bất kỳ ai có hành động đáng ngờ xung quanh các phương tiện hoặc cố gắng giả mạo biển số xe, đừng ngần ngại báo cáo ngay cho chính quyền địa phương. Nếu bạn nhận thấy biển số xe của mình đã bị đánh cắp, Livermore PD yêu cầu bạn gọi ngay để báo cáo về hành vi trộm cắp. Livermore PD cho biết bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa này, bạn có thể chủ động giảm nguy cơ bị trộm biển số xe và giúp duy trì sự an toàn và an ninh cho cộng đồng của chúng ta. Hãy cùng nhau làm việc để bảo vệ phương tiện của bạn và cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, cơ quan di trú và nhập tịch Hoa Kỳ đã thông báo lệ phí liên quan đến việc trở thành công dân Mỹ sẽ tăng vào ngày 1 tháng 4 năm 2024. Chi phí nộp đơn xin nhập tịch hay là N400 sẽ tăng từ 640 đô hoặc là 725 đô nếu cần thực hiện sinh chắc học lên 760 đô trong khi đó, tổng chi phí để nộp các mẫu đơn cần thiết cho việc thường trú hợp pháp, còn được gọi là gói thẻ xanh, sẽ tăng từ 1.760 đô lên là 3.005 đô. USCIS đã tiến hành đánh giá toàn diện về phí 2 năm một lần và xác định rằng các khoản phí hiện tại không bù đắp được toàn bộ chi phí cung cấp dịch vụ xét xử và nhập tịch, thông báo của Bộ An ninh Nội địa cho biết. DHS đang điều chỉnh biểu phí để bù đắp hoàn toàn chi phí và duy trì dịch vụ đầy đủ. Ngoài việc tăng phí tổng thể các hướng dẫn mới cũng mở rộng khả năng đủ điều kiện để được giảm giá với mức giảm giá dành cho những người có thu nhập dưới 400% so với hướng dẫn về mức nghèo của liên bang. Mẫu đơn N là 400 sẽ tốn là 380 đô, tăng từ 320 đô. USCIS đã thực hiện tuyên thệ trung thành cho hơn 878.500 công dân mới trong năm tài chính 2023, cho biết họ đã loại bỏ tình trạng tồn động các đơn xin nhập tịch. Theo DHS, có khoảng là 9 triệu thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ nhưng vẫn chưa nộp đơn tính đến ngày 1 tháng riêng năm 2023. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, theo như công tố viên tiểu bang men thuộc buộc phải rút lại cáo trạng sát nhân với một người đàn ông chưa thành niên vào thời điểm anh ta và một người đàn ông khác bị buộc tội sát hại một ngư phủ Portland 15 năm trước, theo như tờ Portland Press Herald loan tin như vậy. Khang Trần, 30 tuổi, bị đại bội thẩm đoàn truy tố một tội giết người vào ngày 4 tháng 12, cùng với San Hồ, 36 tuổi theo hồ sơ của tòa án, Cảnh sát Portland cho biết những người đàn ông này có liên can đến vụ đâm chết Frank Williams, 37 tuổi vào năm 2008. Nhưng lúc đó Khang Trần mới 15 tuổi và do đó các công tố viên cho biết họ buộc phải hủy bỏ tội trạng vào ngày 15 tháng 12 và đã rút lại cáo trạng. Phụ tá Tổng trưởng lý Lara Nomani viết trong một thông báo ngắn gọn về hành động thu hồi cáo trạng rằng đó là lý do thẩm quyền tòa án nhưng không nêu rõ về lý do đó trong hồ sơ là gì. Theo luật tiểu bang men, nếu một người bị buộc tội là phạm tội trong lúc còn là trẻ vị thành niên, họ phải bị truy tố thông qua hệ thống tòa án dành cho trẻ vị thành niên, ngay cả khi họ đã trưởng thành. Sau đó, các công tố viên có thể yêu cầu thẩm phán chuyển vụ án từ tòa án dành cho trẻ vị thành niên qua tòa án dành cho người trưởng thành. Một phát ngôn viên văn phòng Tổng trưởng Lý Men vào ngày thứ Tư ngày 3 tháng Giêng năm 2024 cho biết các công tố viên sẽ đánh giá là vụ án của Khang Trần khi ông quay trở lại men vào tháng 3 để hoàn tất bản án vì vai trò của bị can trong một vụ giết người khác. Vụ sát hại Matthew Blanchard năm 2012, Khang Trần hiện đang ngồi trong nhà tù liên bang ở Louisiana vì tội trạng ma túy không liên quan. Các công tố viên không trả lời các câu hỏi cụ thể vào ngày thứ năm về lý do tại sao họ theo đuổi cáo trạng đối với Khang Trần mặc dù bị can còn ở tuổi vị thành niên vào năm 2008, hoặc vì sao họ đang chờ đợi để truy tố ông trong hệ thống tòa án dành cho trẻ vị thành niên. Một phát ngôn viên cho biết họ sẽ cân nhắc việc theo đổi một tòa rằng buộc nhằm xét xử Khang Trần với tư cách là người trưởng thành nếu họ đệ đơn tố cáo trong hệ thống dành cho trẻ vị thành niên. Khang Trần chưa bao giờ được bổ nhiệm luật sư bảo chữa hình sự cho tội trạng của mình. Hồ sơ của tòa án của ông cho biết như vậy. Williams bị đâm gần công viên Kennedy Park ngay trước 2 giờ sáng vào tháng 8 năm 2008 bởi ba người đàn ông mà cảnh sát cho biết William có thể quen biết. William có một con gái 1 tuổi và một con trai 14 tuổi. Vụ án không tìm được thủ phạm trong hơn 15 năm cho tới lúc cảnh sát Portland công bố cáo trạng chống lại Khang Trần và Hồ vào tháng 12. Cảnh sát và công tố viên chưa cho biết liệu là họ có thể theo đổi cáo trạng để cáo buộc chống lại người thứ ba hay không. Văn phòng Tổng trưởng lý cho hay, Hầu là người duy nhất bị buộc tội sát nhân vào thời điểm này. Luật sư bào chữa của Hầu Hồ không hồi âm các tin nhắn vào chiều ngày thứ năm về tội trạng chống lại thân chủ của ông và liệu việc cho qua tội trạng của Khang Trần có ảnh hưởng tới việc bào chữa của Hầu hay không. Chỉ 3 ngày trước khi cáo buộc được hủy bỏ vào ngày 15 tháng 12, phụ tá cảnh sát trưởng Robert Martin nói rằng Cảnh sát hy vọng bản cáo trạng sẽ giúp cho gia đình William nguôi ngoai. Martin không đưa ra chi tiết nào vào tháng 12 về cuộc điều tra và nguyên nhân dẫn đến cáo trạng. Khang Trần đang thụ án 5 năm không liên quan đến vụ sát nhân trong nhà tù liên bang sau khi nhận tội vào tháng riêng năm 2020 về một tội phân phối khẩu khen và một tội sở hữu khẩu khen với mục đích phân phối, theo hồ sơ từ tòa án. Khang Trần đang ngồi tù tại Louisiana và dự trù sẽ được trả tự do vào tháng 3 cơ quan nhà tù cho biết thêm. Sau đó Khang Trần sẽ được chuyển đến Men để thụ án phần còn lại của bản án 4 năm trong nhà tù tiểu bang sau khi nhận tội âm mưu hình sự liên can đến vai trò của ông trong cái chết của Blanchard. Hồ đang thụ án 15 năm tù ở Men vì bắt cóc một phụ nữ ở Rockland khi cô đi làm về vào hồi năm 2017. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng